Risky á là cái bổng lộc. Sheikh Uthaymeen không để chia risky làm hai loại. Một là risky lil badan, tức là risky dành cho cơ thể chúng ta, thì nó gồm có thức ăn, thức uống. Cái thứ hai là risky dành cho tôn giáo, thì nó gồm là kiến thức tôn giáo nè, gồm có đức tin iman nè. Thì đó là những cái risky. Thì cái risky này Allah subhanahu wa ta'ala đã ghi sẵn cho mỗi một người chúng ta, là người đó từ lúc chào đời cho đến khi anh ta rời khỏi trần gian này, thì cái bao nhiêu tổng lộc cho anh ta, 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, và cái sự phân bố của cái đồng tiền đó, cái tài sản đó, nó nằm trong cái khoảng thời gian nào nhất định. Thì khi nào chúng ta nhận hết cái phần risky của nó đã ghi chúng ta, thì chúng ta mới lìa khỏi cuộc đời này. Cũng như vậy mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng nói một hadith như này: innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Nghĩa là gì? Quả thật không một linh hồn nào chết đi đến khi nào nó đã nhận lấy cái phần risky của mình một cách trọn vẹn. Như vậy, nói về vấn đề này, Usman lại nhớ chúng ta thường hay lo lắng. Có người chúng ta không vậy hết. Khi chúng ta đi làm việc, chúng ta đi lao động, rồi chúng ta hay lo là không, tại sao làm ăn không được, rồi sợ nghèo, sợ đói này kia, chúng ta lo lắng vô cùng. Chúng ta muốn giàu có. Rồi khi Allah cho giàu có vậy, chúng ta không muốn, muốn từ từ, mà muốn một lần một. Nhưng mà chúng ta không biết rằng gì? Khi mà Allah cho risky chúng ta nhiều á, có nghĩa là chúng ta đang hết cuộc đời. Thật ra chúng ta thấy có một số người á, có risky xong tưởng đâu là ok rồi, có là alhamdulillah được giàu có rồi, được hưởng rồi. Ai về có risky xong là chết. Có một số người chúng ta thấy nghèo lắm, là anh ta mơ có tiền. Có một ngày đó anh ta đi mua vé số, xong rồi trúng số, trúng số rồi mừng quá rồi chết. Tôi xin muốn nói là gì? Đúng vậy, cái risky Allah ghi sẵn cho cái người đó, là người đó vào cái thời điểm đó sẽ được bao nhiêu đó. Thì khi nào người đó đã đạt được hết những cái risky mà Allah đã ghi cho họ rồi, thì họ sẽ phải lìa khỏi cuộc đời này. Như vậy, cái risky Allah ghi sẵn cho chúng ta hết, vào giờ nào, tháng nào, chúng ta sẽ bao nhiêu. Cái vấn đề này nó quan trọng cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta không bao giờ cảm thấy tủi thân hay là tiếc nuối khi chúng ta lỡ thất bại một cái điều gì đó. Chẳng hạn khi chúng ta bỏ vốn đầu tư làm ăn chẳng hạn, thì khi ta bị lỗ, không có lời như ý muốn của chúng ta, thì những người mà biết được rằng gì, đây là số phận, đây là risky mà nó đã ghi sẵn cho mình rồi, thì người đó sẽ lúc nào cũng thanh thản cả. Anh ta sẽ tiếp tục đứng dậy và đầu tư làm chuyện khác. Anh ta không có ngồi ở đó để mà than trách số phận rồi đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì ta biết được à, cái chuyện ngày hôm nay mình lỗ lã bây giờ á, do risky của mình chưa có ngày hôm nay, thì anh ta sẽ hy vọng risky ở phía trước. Anh ta bắt đầu làm lại một con đường mới, một kinh doanh mới, một sự lao động mới, một việc làm mới. Anh ta tiếp tục sống. Thì người Muslim đó lúc nào cũng vui vẻ và hướng về phía trước. Ngược lại, một người được risky rất là lớn, thì anh ta không bao giờ cảm thấy mình tự cao tự đại, rồi vui vẻ và quên hết Allah subhanahu wa ta'ala. Mà anh ta liền nói, à đây chính là risky mà Allah đã ban cho chúng ta. Rồi anh ta sẽ nhớ đến Allah và anh ta sẽ cư xử, sẽ tiêu xài, chi dùng cái số tài sản ta có được một cách barakat. Barakat là như thế nào? Là nó mang lại lợi ích cho bản thân anh ta ở đời này, rồi có thể mang lại lợi ích cho xã hội, cho mọi người xung quanh, và đặc biệt nó mang lại, nó có thể mang lại lợi ích cho anh ta ở ngày sau, thì đó gọi là barakat. Như vậy chúng ta phải hiểu đó là gì. Risky của chúng ta không ai giống ai cả. Thành ra khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ ganh tị lẫn nhau. Những người nghèo khó sẽ không bao giờ ganh tị với những người giàu có, và những người giàu có sẽ không bao giờ biết khinh miệt những người nghèo khổ. Tại sao vậy? Họ biết rằng risky này là do nó ghi sẵn cho họ mà thôi. Rồi như vậy là skill của chúng ta là Allah đã ghi sẵn cho chúng ta, mỗi người khác nhau, từ lúc chào đời cho đến khi sinh ra đều ghi sẵn hết. Ra người nghèo cho nên buồn phiền, chúng ta hãy tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng làm việc lao động để tìm skill của Allah. Thì có người lại nói, nếu như Allah ghi skill sẵn cho chúng ta thì chúng ta đâu cần làm việc nữa. Thì nói như vậy là người đó không hiểu được vấn đề. Allah ban cho chúng ta skill, nhưng mà Ngài không cho chúng ta biết skill đó nằm ở chỗ nào, là một điều. Rồi Ngài cũng không cho chúng ta biết là risky là bao nhiêu, và khi nào có được, là ví dụ như là tháng này được 2.000 hay tháng này được 3.000, nó không nói.
Đó cho nên rizki mọi người đều có sẵn hết. Và trong Quran Allah bảo gì? Các ngươi hãy đi tìm rizki của Allah. Vì chúng ta phải đi tìm rizki của Allah. Bởi vậy có một hadith là bị nói gì? Sẽ đi vào thiên đàng đối với những người nào mà trái tim của họ giống như trái tim của những chú chim buổi sáng bay đi ăn với cái bìu trống rỗng, và buổi chiều về thì cái bìu đó là gì? Căng no. Tại sao vậy? Tại những chú chim đó nó không lo sợ, lúc nào nó cũng phó thác cho Allah. Sáng nó bay đi ăn rồi về lại cái gì vậy? Thì cái việc bay đi ăn của nó là một quá trình lao động, một quá trình làm việc để kiếm được ski của Allah. Thì chúng ta con người được Allah ban cho cái trí tuệ nè, ban cho cái những cái giác quan, những cái bộ phận của cơ thể rất là linh hoạt, vượt trội hơn tất cả những mọi tạo vật khác. Và Allah cho chúng ta ski nên chúng ta phải tìm ski của Allah Subhanahu wa Taala. Nếu như chúng ta lại nói không, tôi không đi làm mà ngồi một chỗ nói tôi đợi ski rơi xuống, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Đó là một chuyện lạ. Islam không dạy chúng ta như vậy. Thời của Umar có lần buổi sáng, khi Umar làm Khalifa, Umar cũng thường quan tâm đến mọi người, quan tâm đến mọi việc, vụ việc của những người có đức tin, từ việc lao động cho đến cuộc sống hàng ngày, quan tâm hết. Thì buổi sáng thì Umar thường hay đi coi xem coi mọi người đã đi ra ngoài, đi làm lao động chưa. Thì đi ngang qua một cái người đó, có một người đó không chịu đi làm, trước khi mọi người đi làm hết rồi. Thì Umar hỏi, ủa sao anh ngày hôm nay không đi ra ngoài đi làm, đi lao động? Cái định ski của Allah. Thì anh ta nói, tôi ngồi đây để đợi Rizki Allah ban xuống. Chẳng phải Allah nói như vậy à? Thì Umar mới đánh người này, nói hãy đứng dậy đi làm để tìm Rizki của Allah. Thì đó là những số ý nghĩa liên quan đến Rizki mà Islam muốn gửi đến chúng ta.